xanh mát lưới tre. Mùa về thơm hương đồng tre, đồng đào nơi khuôn. Năm xưa nơi đây đồng màu sắc rất còn ghi. Nhật biết bao nhiêu truyền thống trong dòng thời xưa. Năm xưa nơi đây đồng mồ sắc dần còn đi, để biết bao nhiêu truyền thống trong dân mai xưa. Tự hào trường trung học cơ sở Tốt Động, trường Tùy An. Quê hương Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội hôm nay như sao động hơn, bởi dòng người tấp nập, bởi cờ hoa rực rỡ, nét mặt ai cũng tươi vui, tất cả đang háo hức về với lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường trung học cơ sở Tốt Động, trường Tùy An ngày đó, năm 1962. Quả đúng, ngày 29 tháng 10 năm 2017 là một ngày đáng nhớ. Đáng nhớ bởi thời tiết trong lành, nắng dịu dàng tỏa lan trên sân trường lối đi, gió dịu dịu mơn man. Đáng nhớ hơn cả là những cái bắt tay nồng ấm. Có những cái ôm thấm đượm sức hút của bao ngày xa cách nay mới có dịp gặp nhau. Thầy mừng, trò càng mừng hơn. Qua từng lớp cờ hoa, cả giấy dài, nhà trại của các lớp là đến với kỳ đài được trang trí thật hài hòa, trang trọng, bắt mắt. Nổi bật là chủ đề lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường trung học cơ sở Tốt Động 1962-2017. Đôi bên câu đối dường như đã phần nào nói lên mục đích ý nghĩa của ngày gặp mặt. Ơn cô dạy tỏa vầng, tri thức,
nghĩa thầy trao sáng lạn tiền đồ. Tưng bừng một buổi lễ. Khá ấn tượng, đó là những tiết mục văn nghệ chào mừng do chính các thầy, cô giáo, các em học sinh của nhà trường hăng say luyện tập biểu diễn. Đặc biệt là các tiết mục tự biên tự diễn hát về trường tốt động do nhạc sĩ Phi Thường, người con của quê hương, cựu học sinh của nhà trường sáng tác giản dựng, không kém gì chuyên nghiệp. Dưng dưng cảm xúc, lời chào trân trọng được gửi tới các vị khách, các quý vị đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh đã tề tựu đông đủ tại sân trường của cô giáo Đặng Thị Thanh Hương, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn nhà trường đã nói lên tất cả những thịnh tình cố gắng để góp phần làm nên buổi lễ trang trọng ngày hôm nay. Ban tổ chức xin ghi nhận và tri ân những đóng góp của các thế hệ học sinh trong suốt quá trình xây dựng trường trung học cơ sở Tốt Động và đặc biệt trong suốt quá trình tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Thật trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình và chúc mừng sự hiện diện quý báu này. Đồng thời tin tưởng buổi lễ kỷ niệm sẽ thành công như mong đợi. Với giọng trầm ấm áp trên gương mặt tươi vui, ông Nguyễn Đăng Quý, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo đã long trọng khai mạc buổi lễ. Sau khi nói lên mục đích ý nghĩa của buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Quý, trưởng ban tổ chức đã trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự có mặt của các vị khách, các thế hệ thầy cô giáo, học sinh nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đại biểu về dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường trung học cơ sở Tốt Động là dịp tổng kết, đánh giá, ghi nhận và tôn vinh những thành tích của các thế hệ thầy trò, ôn lại những truyền thống vẻ vang của nhà trường qua những chặng đường 50 năm qua đã xây dựng và phát triển, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường giữ vững niềm tin, niềm tự hào về mái trường Tốt Động yêu dấu, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt để xây dựng phát triển nhà trường xứng tầm trong giai đoạn mới. Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh của nhà trường có dịp trở về thăm trường xưa, bạn cũ, giao lưu gặp mặt, hướng về cội nguồn nhằm tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn với mái trường trung học cơ sở Tốt Động thân yêu của chúng ta. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường trung học cơ sở Tốt Động. Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý, các thế hệ thầy cô và học sinh nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Tốt Động tự hào là vùng quê có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm sớm đi vào thơ ca, sử sách của dân tộc. Đó là trận chiến Tốt Động Trúc Động, thời nghĩa quân Lam Sơn đánh tan hàng vạn quân Minh tàn ác năm 1426 mà Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi vẫn còn âm vang. Và Tốt Động càng tự hào hơn bởi các thế hệ học sinh, những người con của quê hương đã và đang góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay vững chắc. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ trang trọng này có ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, cùng các ông bà đại diện một số cơ quan ban ngành chức năng của huyện, phòng giáo dục đào tạo huyện Chương Mỹ. Tiếp đó là đại diện lãnh đạo xã, gồm đông đủ các ông bà là đảng ủy viên, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, trưởng các ngành, đứng đầu là bà Tô Thị Nhàn, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã và ông Nguyễn Trọng Trận, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Đặc biệt, nhà trường đã vinh dự được đón tiếp bà vợ thầy giáo Nguyễn Quang Nam là liệt sĩ,
người hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường cùng các thế hệ cán bộ, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ đã về dự. Đông đảo, trọng tâm nhất có lẽ chính là sự có mặt tới trên nghìn người gồm các thế hệ học sinh kể từ niên khóa đầu tiên 1962-1963 đến nay. Mái đầu xanh, nụ cười tươi rói, đi với lớp đầu bạc cùng hân hoan rạng rỡ, thật xúc động, thật mừng vui khôn tả. Cách đây 55 năm, mùa thu năm 1962, giữa lúc miền Bắc đang chìm trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ đầy cam go ác liệt, trường phổ thông Thụy An, tiền thân của trường trung học cơ sở Tốt Động ngày nay đã được thành lập. Ra đời giữa lúc bom rơi lửa đạn biết bao khó khăn chồng chất, nhưng trường vẫn thu hút khá đông học sinh của năm xã Thụy An, Mỹ Lương, Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ hợp đồng về học tập. Năm 1962, trường có hai lớp 5 và một lớp 6 chuyển từ cấp 2 Khôn Duy, xã Mỹ Lương về do thầy giáo Nguyễn Quang Nam ở Trúc Sơn làm hiệu trưởng. Trường tổ chức học tại địa điểm Văn Chỉ, đỉnh Tốt Động. Qua 55 năm xây dựng và phát triển, đến nay các thế hệ học sinh trường trung học cơ sở Tốt Động đã trưởng thành trên nhiều lĩnh vực. Nhiều người đã và đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan, đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang. Nhà giáo Dương Thị Nhung, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, với giọng đọc sang sảng đã tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Khó khăn là vậy, nhưng thầy trò vẫn hăng say miệt mài để sách, thầy vẫn say sưa giảng bài trên lớp, vẫn thường xuyên đến tận nhà để thăm hỏi, động viên học sinh. Vì vậy, chất lượng hai mặt giáo dục vẫn không ngừng nâng lên. Từ năm 1970 đến năm 1976, trường Tuy An xưa được gọi là trường cấp 2 xã Tốt Động. Học sinh chủ yếu là con em trong xã Tốt Động và Mỹ Lương. Năm 1970 đến năm 71, thầy Lê Khắc Quán, quê ở Hoàng Văn Thụ làm hiệu trưởng. Cũng trong năm học này, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy Chương Mỹ, đảng ủy xã Tốt Động, chi bộ giáo dục đầu tiên được thành lập, gồm đảng viên là giáo viên của cấp 1, cấp 2 và trạm y tế có 7 đảng viên do thầy Nguyễn Văn Lân làm bí thư chi bộ. Đặc biệt, diễn văn của hiệu trưởng Nhung đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, sự thắt lưng buộc bụng chăm lo đầu tư cho con em địa phương, của nhân dân để sự nghiệp giáo dục của quê hương Tốt Động không ngừng phát triển. Từ tranh tre vách đất đến tường gạch mái ngói, nay là ngôi trường cao tầng có mạng Internet kết nối toàn cầu, giúp cho mỗi cán bộ giáo viên học sinh có điều kiện tiếp cận nguồn tài nguyên tri thức vô tận của nhân loại. Trường Tốt Động đã nêu cao truyền thống hiếu học, thực hiện tốt di huấn chỉ đạo của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Dù khó khăn tới đâu, cũng phải thi đua, dạy tốt, học tốt. Ngoài chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, học sinh nhà trường còn có hệ thống, kỹ năng sống rất tốt, thể hiện ở khả năng học tập suốt đời, khả năng sẵn sàng trở thành công dân khu vực, công dân toàn cầu của học sinh trường trung học cơ sở Tốt Động. 55 năm khóa học với hàng nghìn học sinh, các thế hệ của nhà trường đã góp phần to lớn vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước. Nhà trường luôn phát huy được truyền thống hiếu học của quê hương. Hôm nay kỷ niệm 55 năm thành lập trường trung học cơ sở Tốt Động là dịp để chúng ta nhìn lại một chặng đường dài xây dựng và phát triển, đồng thời là để tri ân các thế hệ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại nhà trường, cũng là dịp để các thế hệ thầy trò có cơ hội về lại trường xưa, gặp thầy, gặp bạn, nhớ lại một thời cắp sách tới trường với biết bao kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò trong sáng, vô tư, tinh nghịch. Tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, phát huy truyền thống tốt đẹp để không ngừng thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, tích cực đổi mới một cách thiết thực để tiếp tục đưa trường trung học cơ sở Tốt Động không ngừng tiến bộ. Phải thực sự là trường có chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đinh Mạnh Hùng bày tỏ xúc động khi về với mái trường của quê hương có bề dày lịch sử truyền thống hào hùng Tốt Động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao việc tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường và vui mừng ghi nhận sự phát triển không ngừng của nhà trường trong suốt 55 năm qua. Các em, các chị và các cháu học sinh về dự buổi lễ trọng thể này,
Chúng tôi rất vui mừng, trân trọng ghi nhận đánh giá cao truyền thống quý báu mà thầy và trò trường trung học cơ sở Tốt Lộc đã cùng nhau viết lên trong. Đây chính là nền tảng căn bản để nhà trường tiếp tục có nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người vẻ vang của mình trong thời gian tới. Chúc mừng tập thể, giáo viên, cán bộ của nhà trường nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong 55 năm qua, đồng thời đề nghị tập thể, cán bộ, giáo viên của nhà trường tốt động, tập trung phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trồng người, phát huy sáng tạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, hội nhập quốc tế. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tốt Động và các ngành, cùng nhà trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Trọng Trận đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự có mặt của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, các học sinh đã từng giảng dạy công tác và học tập tại mái trường thân yêu này. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, có mặt, động viên chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan ban ngành, phòng giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ. Các đại biểu là cán bộ lãnh đạo các xã, nhà trường trong huyện đã tới dự và dành tặng cho nhà trường Tốt Động những đóa hoa tươi thắm cùng những lời chúc thân tình tốt đẹp. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Trọng Trận đã chính thức phát động nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Mục tiêu cao nhất là tạo sự chuyển biến tích cực cả về chất lượng dạy và học, nêu cao truyền thống hiếu học của quê hương, các thế hệ cán bộ giáo viên, học sinh của nhà trường phải thật sự đoàn kết nhất trí, ra sức thi đua, dạy tốt học tốt để sớm đưa trường trung học cơ sở Tốt Động là trường chất lượng cao trong khu vực, ông Nguyễn Trọng Trận khẳng định. Âm vang bài ca trường Tốt Động yêu thương đã bừng lên, buổi lễ đã kết thúc trong niềm hân hoan thành công tốt đẹp. Bao người còn nán lại, còn muốn ghi hình tại kỳ đài để làm kỷ niệm. Một kỷ niệm trào dâng cảm xúc thân thương, chân quý, tay trong tay nghĩa tình thầy cô bạn hữu. Một kỷ niệm mà như nhiều người nói, 55 năm mới có lần đầu. Một kỷ niệm không bao giờ nhạt phai.